cứ nói. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình đi chơi với thằng bạn, mình có gặp ông anh đang đi rừng ra. Ông anh có bắt được một con động vật quý hiếm. Mình có mua lại của ông đấy. Anh em biết đây là con gì không? Bây giờ mình sẽ đem nó đi thả và quay cái clip cho anh em xem nhé. Lúc này mua mình có quay cái clip mà, nhưng mà anh đấy ngại quá nên nói sợ nên mình không quay. Anh này sợ nên không cho quay nên mình chỉ quay lúc mua được thôi. Bây giờ mình sẽ đem đi thả cho anh em xem nha. Mình sẽ đem vào rừng sâu để thả. Đem vào rừng ít dân cư để mình thả nhé. Giờ mình đi đã. Hi, xin chào tất cả anh em nha. Mình đã đến nơi quá mệt nên vừa chạy xe khoảng 20 km đường rừng, giờ quá mệt, giờ mình sẽ đi bộ thêm 500 m này mình sẽ thả nó nhé. Mình sẽ đi bộ chứ xe không chạy được nữa nhé. Lý do mình tại sao mình lại chạy vào 20 km trong này để thả là vì do trong này là không có người, trong này là không có người nên mình sẽ thả ở đây cho em nói được an toàn nhé. Giờ mình sẽ đi bộ thêm 500 m nữa để thả. Đây là con này tê tê anh em nhá. Con này có trong xích đỏ, động vật quý hiếm nhé. Nên mình sẽ không thịt và không mua bả. Mình mua bả mua thôi chứ mình không bán. Mình mua xong rồi mình sẽ thả đấy. Nên anh em nào mà bắt hay mua được con này thì nên thả đi nhá. Chứ buồn con này là đi tù đấy. Bây giờ mình sẽ đặt nó xuống và đặt camera để xem nó có giảm bo đi không nhé.
Mình bây giờ mình sẽ đi. Nãy giờ mình bỏ nó một mình mà 30 phút rồi mà nó vẫn không chịu đi. Chắc nó vẫn đang còn sợ quá. Anh sẽ quay xem mặt nữa. Con này vẫn đang còn khỏe mình nhé. Bây giờ mình sẽ thả nó ở đây và mình về luôn nhé. Tại chiều nay mình có công việc bận nên phải về sớm đi làm nữa. Giờ mình phải chạy từ đây phải ra nhà thêm mệt thêm một giờ đồng hồ nữa. Nên mình phải thả em nó ở đấy thôi. Không quay kênh em nó đi cho anh em xem được. Mình sẽ thử thả. Con này mình lúc nó sơ là nó sẽ cuốn tròn lại nhé. Mình thả mấy mà nó cũng không đi. Bây giờ mình sẽ để em nó ở đó và mình sẽ về luôn nhé. Không thôi, mình sẽ quay để em nó ở đó và mình sẽ đi về. Còn anh em lại bảo mình là thả xong rồi bắt lại nhé. Tạm biệt nhé. Mình vừa ra đến xe anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn anh em những clip tiếp theo. Thôi bây giờ mình về ạ.